Ngày 21 tháng 11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận Huỳnh Tiến Đạo, 19 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, đến đầu thú về hành vi trộm xe gắn máy. Trước đó, anh Lê Quốc Dương cùng địa phương với Đạo tá hỏa khi chiếc xe mô tô biển số 70D1-04417 để tại khu vườn cao su nhà mình bỗng dưng biến mất. Do sáng sớm, nghĩ không có ai nên anh để xe trong vườn cao su của mình và để luôn cả chìa khóa cắm trong ổ. Cạo mũ cao su xong thì chiếc xe của anh đã không cánh mà bay. Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã Phước Vinh xuống hiện trường để điều tra. Qua đó đã phát hiện được đối tượng Huỳnh Tiến Đạo có nhiều biểu hiện nghi vấn và đang tiếp tục điều tra thì Đạo ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Đạo khai khi đi ngang qua vườn cao su, thấy xe của anh Dương có cắm sẵn chìa khóa trên xe nên nổi lòng tham ra tay trộm cắp. Sau khi trộm xong, Đạo chạy xe đi cất giấu nhưng trên đường đi đã trượt ngã. Đúng lúc đó, có người phát hiện nên Đạo đã bỏ xe tẩu thoát.